Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình là là mình Will đây Và trong video này ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn về tình thị trường của chúng ta trong thời sắp tới Cũng như là cái những cái tin tức quan trọng và những cái gì đang diễn biến ở trong thị trường online. Thì trong video này ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé <laughs> Thì như thông tin ở đây thì chúng ta để thấy là ngày hôm qua thì Bitcoin đã có một cú tăng giá từ 61.000 đô lên 66.000 đô Thì nó cũng đang chạm vào cái vùng cản cứng là vùng 66.000 đô này Thì tại cái vùng này thì nó đang có phản ứng giá cũng uh, tương đối là nhẹ đúng không đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tiếp thì với cái quan điểm cá nhân của mình thì cho nó sắp tới thì Bitcoin nó sẽ tiếp tục tăng tăng lên và di chuyển lên cái vùng là 70.500 và sau đó nó sẽ điều một cú điều chỉnh nhẹ xuống tầm 66.000 đô để bách test lại cái vùng này sau đó nó sẽ tiếp tục tăng trưởng lên nhé thì thị trường nó sẽ tiếp tục hồi phục trong vòng từ 2 đến 3 tuần 2 đến 3 ngày tới thì sang tuần thì khả năng cao là Bitcoin nó sẽ chạm mốc là 70.000 đô sau đó nó sẽ có một cú điều chỉnh nhẹ và tiếp tục tăng trưởng thì lúc này cũng là lúc kỳ cơ hội để giúp cho thị trường có thể là hồi phục cũng như là những cái đầu ăn coi mà chưa bay thì nó sẽ có thể tăng trưởng mạnh nhé thì mình khá là kỳ vọng vào cái mùa áp chân lần này thì cũng có rất là rất là nhiều dự án mà mình cũng đang hâu ở à đó thì À, trong cái uh, thị trường điện tử này thì nếu như các bạn nào mà đang có những cái bạn mới mà chưa có cái cái, cái sàn nào để các bạn có thể giao dịch và nắm giữ dài hạn và các đồng tiền tử thì các bạn có thể là tham khảo sàn CoinX nhá. Thì sàn CoinX là một trong những cái sàn mình đánh giá cũng khá là uy tín. Uh, ok quay trở lại với thị trường điện tử thì ngày hôm qua thì khi mà Bitcoin tăng trưởng từ 61.000 đô lên 66.000 đô thì uh, tin tức này chủ yếu là do là cái tin CPI của Mỹ thì nó đã đưa ra một mức dự kiến ở mức trăm thì nó cũng đúng so với cái mức nhận định của các nhà chuyên gia của các cái nhà đầu tư của các chuyên gia thì ngay sau đó thì bitcoin nó cũng tăng trưởng 5.000 giá chỉ trong vòng một đêm thôi và cái tin tức này thì nó cũng cho rằng thế rằng cái hy vọng cái việc mà cắt giảm lãi suất của fed có thể là sẽ được cân nhắc trong sắp tới thì các bạn cũng để thấy là fed thì nó họ đang có quyết định ra lãi suất đúng không gia tăng lãi suất thì từ cái lãi suất này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tiền tử nói chung cũng như là thị trường tài chính nói riêng đúng không đó thì chúng ta có thể là theo dõi thêm về trong thời sắp tới thì mình tin rằng là trong sắp tới thì Fed cũng sẽ tiếp tục là giảm giảm lãi suất thôi. Đó tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Thì mình nghĩ là cái khoảng thời gian đẹp nhất là vào quý 3, quý 2, quý 2 và quý 3 đúng không ạ? Chúng ta đã bước sang quý ba rồi nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm tháng 6 đúng không ạ? tháng 6 trở đi thì thị trường nó sẽ tiếp tục nó sẽ tốt đẹp lên đúng không? Fed và những cái tin về kinh tế thế giới nó cũng sẽ được đưa ra và nó sẽ đẹp hơn ngày hôm qua thì một lượng lớn Bitcoin thì cũng đã được rút về ví ví của những cái nhà đầu tư. Đấy thì cho thấy là tín hiệu thị trường cũng khá tích cực. Đấy một lượng khá là lớn nhé. có đâu đó khoảng là hơn hơn 22.359 uh, lượng Bitcoin đã được đưa vào ví của các cái nhà đầu tư. Đó thì đây là một cái tin cũng khá là tốt đúng không? Đấy thì những cái nhà đầu tư mà họ cho thấy là họ đưa gom gom Bitcoin về ví thì cho thấy là uh, những cái nhà đầu tư dài hạn thì đang rất là tích cực với thị trường đúng không? Ở bên cạnh đó thì ngày hôm qua thì uh, cái chỉ báo về uh, liquid mark thì nó có khoảng là 153 triệu uh, 153 triệu đô đã bị thanh lý thì ngày hôm qua thì mình cũng thường khuyên mọi người là khi mà có những tin về CPI hay là những cái tin về PPI đúng không hoặc đặc biệt những tin về Fed uh, về lãi suất thì uh, các bạn nên hạn chế cái việc là chơi với giao dịch thì thường là trong cái những cái lúc mà những đưa ra những tin tức quan trọng như thế này thì thường là thị trường nó sẽ biến động khá là mạnh thì có những lần thì thị trường họ sẽ biến động là kêu cả hai đầu long sọt tuy nhiên thì ngày hôm qua thì uh, Bitcoin nó sẽ đẩy mạnh lên đã đẩy mạnh lên thì kêu short là chính thôi Đấy thì uh, hôm qua có khoảng đâu đó khoảng 153 triệu đô đã bị thanh lý thì đấy là một trong những cái tin mà các bạn cũng cần phải theo dõi thêm. Uh, về chỉ báo phi Index thì uh, với chỉ báo này thì mình thấy là uh, thị trường tâm lý thị trường đã FOMO trở lại khi mà chỉ sau đúng một đêm hôm qua đúng không ạ? Trước đó thì uh, tâm lý thị trường nó đang ở mức là sợ hãi đúng không ạ? Thì chỉ sau một đêm thôi mà cái tâm lý tham lam thị trường nó đã quay trở lại lúc 70 điểm thì cho thấy là thị trường thì nó rất vẫn đang còn rất là FOMO với thị trường. Uh, chỉ uh, là một thời gian vừa rồi thì uh, Uh, khi mà thị trường điều chỉnh thì họ những nhà đầu tư họ chỉ uh, quan sát thôi đúng không và bây hiện tại thì khi mà bitcoin bắt đầu tăng trưởng lại thì cái tín hiệu fomo thị trường nó bắt đầu quay trở lại rồi thì mình tin rằng trong nó gian tới thì uh, thị trường nó sẽ còn fomo nữa nhé ok thì quay trở lại với uh, thị về phân tích kỹ thuật thì ở đây thì như mình cũng có phân tích từ các cái lần trước rồi thì mình luôn tin là Bitcoin thì nó sẽ tiếp tục tăng trưởng chứ nó không thể nào về 50.000 đô được. Thì để mà về mốc 50.000 đô này thì mình nghĩ sẽ tương đối là khó mà để mà bây giờ Bitcoin về 50 đô này mình càng nghĩ là càng không không thể, à, là một điều rất là khó, gần như là không thể luôn. Thì ngay sau đó thì Bitcoin thì đã có mốc là lên 66 đô rồi. Và trong thời sắp tới mình nghĩ là Bitcoin nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt lên cái mốc cao hơn là mốc uh, 70 đến -80 80.000 đô. Đây là target tiếp theo của mình nhé Đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem là khi mà Bitcoin lên đến này thì thị trường nó sẽ phản ứng như nào. Đây thì chúng ta cũng có thể vẽ fibo từ cái vùng này nhá. Đó, fibo cho các bạn xem này. Đó, thì chúng ta sẽ chờ xem đây, khi mà Bitcoin vừa lên vùng là 84.500 đô thì chúng ta sẽ uh, uh, chờ lại một chút đúng không? tổng lại một chút để xem xem là đoạn này thì bitcoin sẽ điều chỉnh nào thì mình nghĩ là lên vùng 84.000 đô này thì bitcoin nó cũng sẽ có một cú điều chỉnh mạnh đấy được chưa? đó ok thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem thị trường như thế nào nhé ok và đó là toàn bộ phần thông tin chia sẻ của mình về cập nhật thị trường của bạn trong thì trong thời gian vừa rồi và nếu như các bạn thấy video này hay và giá trị thì nhớ cho mình xin một like và subscribe kênh youtube của mình nhé ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.